7 là đây bán rồi, nhưng mà chú bán không? Chú bán trễ lắm. Dạ. Chú tới mười mấy mới bán được. Tại vì ở nhà có công chuyện làm phải làm chứ. Dạ. Làm nghề này là chỉ là phụ thôi. Biết rồi, đâu có ai làm nữa đâu. Còn dạ, là chụp hình không à. Nhưng mà cái con đường này thì mình mở ra bán lồng đèn lâu chưa chú? Lâu rồi, lâu lắm rồi. Khoảng bao năm rồi chú ha? Mấy chục năm à. Khoảng 30 năm có. Dạ. Con thấy ở đây rất là nhiều tiệm, không biết là cái tiệm nào là cái tiệm đầu tiên chú còn nhớ mà tại chú làm ở đây cũng mấy năm rồi. Ở đây có nhiều người cũ người ta dẹp rồi, chứ bây giờ có mấy người mới chỗ khác nó lại thôi. Dạ. Là bạn bè nó dẫn lại mướn thôi. Dạ. Mà làm nghề này cực lắm con ơi. Nghệ nhân như chú còn thất nghiệp. Chú có thể chia sẻ một chút xíu về cái cực đó là như thế nào để cho mọi người biết, mọi người tới mưa không? Dạ. Gió lo bán không được. Đâu phải năm nào cũng bán được đâu. Dạ. Bây giờ là chỉ có là nhờ vô nhà nước là làm sao cho cái nghề này nó đừng có mai một thôi. Nhưng mà cái nghề này từ từ mất hết rồi. Bây giờ toàn người lớn tuổi làm không à. Nhỏ nhỏ là đi làm xí nghiệp hết rồi. Dạ. Năm về làm có 1 tháng bị đuổi sao? Bởi vì cái mẫu của nó không bằng hồi xưa. Ngày xưa là thất nghiệp nhiều. Đúng không? Ngày xưa là mấy thanh niên không có việc gì làm. Bây giờ nó tập trung cho nó làm mấy này, nó ra mấy cái mẫu đẹp. Bây giờ mấy người lớn tuổi làm mẫu xấu quá. Xấu lắm, bây giờ nó xấu. Nhưng mà cái lồng đèn ngày xưa thì nó vẫn thích hơn, ý là nó truyền thống, nghĩa là làm bằng giấy kiến. Ừ, thì làm bằng giấy kiến thôi. Dạ, còn bây giờ thì con thấy hình như nó hiện đại hơn nhiều. Nó hiện có đại hơn nhiều, nhưng mà có một cái là mấy cái mẫu như thế. Như vậy là bây giờ toàn là mấy đàn bà lớn tuổi là một. Hai nữa, phụ nữ ở nhà không có chuyện làm mà toàn là phụ nữ làm thôi. Thanh niên đỡ có ai làm. Chú làm hồi còn nhỏ, làm tới giờ, không biết bao nhiêu năm rồi. Dạ, ý là hồi nhỏ thì chú học nghề từ ông bà hay là sao chú? Có cái này, cái sở thích của mình thôi. Hồi xưa mình đi học là đã có rồi. Thi cổ đèn, hồi xưa là thi cổ đèn. Lớp 3, lớp 4 là có rồi. Dạ. Ai được đẹp thì đứng hạng nhất thì được dạ, mấy phần thưởng. Đi cổ đèn là đi vòng quanh mấy cái vùng tỉnh á, trong cái thị xã vậy á. Hồi xưa chú học ở Vũng Tàu mà, hồi xưa nhà ở Vũng Tàu mà. Dạ. À, hồi bữa giờ mình mở ra bán thì cũng được mấy bữa rồi, thì chú thấy cái lượng khách nó đến như thế nào chú? Năm nay vắng lắm con, năm nay thấy nó vắng. Tại vì chợ cái trường học năm nay nó kéo dài quá, nó tụ trường cũng có trễ. Mình chỉ bán ở đây ha, mình có đặt hàng cho mấy cái chỗ khác mà đặt hàng tới mọi có cho học trò rồi. Cái đó là bán giá sĩ mà. Cái đó là bán người ta mua hàng sĩ mà. Dạ, vậy hồi bữa giờ chú làm chắc cũng nghĩ chưa có mua nhiều đâu. À. Bán lẻ lẻ 5-10 con, vài chục con. Cái hàng sĩ người ta cho từ thiện nữa. Dạ. Người ta đặt hàng từ thiện. Dạ. Kiểu như người ta mua, người ta cho mấy con di viện, cho mấy cái chỗ nghèo. Người ta mới đặt nhiều, người ta mới mua nhiều. 100 mấy 200 con. Hồi xưa mình làm hàng đặt nó đẹp. Kiểu như đặt mấy công ty nó đặt theo cái logo của nó. Dạ. Rồi bây giờ nó bán ba cái đồ nó hiện đại quá, đâu có ai làm được. Làm một cái, ra một cái mẫu là một ngày trời mới ra được một cái mẫu, mà ra làm một cái làm dán đèn lên là mất mấy ngày luôn. Dạ. Mất mấy ngày luôn mình mới bán mới ra được một cái, mà mình làm cho cái logo đó là mình không có bán được cái. Mình làm lồng đèn ra như vậy thì mình bán giá mức trung bình khoảng bao nhiêu một cái để mọi theo à, lớn nhỏ cỡ mấy cái cỡ này là 40-50. Cỡ này là hàng trung, nó kêu là hàng trung. Dạ. Còn nhỏ nữa thì nó rẻ nữa, nhỏ nữa là 30, 25, 20 thì nó không có dán lông. Mình dán trang trí lên mình bán cao một chút. Vậy là cái mắc nhất là khoảng bao nhiêu, còn cái rẻ mấy nhất? Trăm. Mắc nhất là mấy đồ bự đó, mấy trăm đó, mấy con cá bự nè, mấy con bốm nè, mấy con rồng nè. Mấy cái mẫu nó khó, làm một kẻ nó khó. Được. Mấy ngàn cũng có, nhỏ nhỏ gì mấy ngàn, 20 ngàn. Con thấy mấy cái càng nhỏ càng khó làm. Nó bây giờ nó làm công nghệ mới hết rồi, nó đâu có còn như hồi xưa, nó đâu bẻ từ cọng tre. Bây giờ nó in như cái mẫu còn ngủ, làm nguyên cái mẫu ráp vô, đâu có cần bẻ đâu. Dạ. Rồi mấy ông mà già già ở trong cái xóm lồng đèn là không có làm được cái gì nữa.